trời trời trời. Thôi bỏ tay ra con. Trời cái tay con dơ à mà. Bé Trà đi ra cho mẹ nè. Ngồi xích ra nè. Trà ngồi xích ra nè. Hai, xin chào mọi người nha. Thì Ngọt biết là Ngọt live buổi sáng, chắc bây giờ là mọi người đang ngủ nè, hoặc đi làm này, chưa có thời gian coi. Nhưng mà Ngọt sẽ lưu lại cái like này để có gì xíu nữa mọi người rảnh mọi người vô coi nha. Đây cái thùng hàng này nhỏ nhỏ xinh xinh mới về shop Ngọt 1 nè. Hiện tại bây giờ là tất cả các hàng hóa mỹ phẩm shop Ngọt 1 Ngọt sẽ chuyển, shop Ngọt 2 Ngọt sẽ chuyển về shop Ngọt 1 cho các bạn dễ tham khảo. Tại vì hiện tại là shop Ngọt 2 Ngọt còn đang đóng cửa nha mọi người. Con đi xích ra cho mẹ làm. Đây Ngọt đang cầm trên tay là tẩy tế bào chết Organic Stop. Dòng này dòng của cà phê nha, hương cà phê nha mọi người. Thường là có nhiều hương lắm, nhưng mà đa phần là shop Ngọt là các bạn thích nha, mùi cà phê hơn. Đây, đây là sữa rửa mặt Stembo. Dòng sản phẩm này xách tay của anh nha các bạn. Có nhiều bạn hay hỏi Ngọt là cái mặt nạ bùn á. Thì hiện tại bây giờ Ngọt sẽ về hàng mặt nạ bùn Innisfree. Cái này là dành cho những bạn nào mà da dầu này, da dầu xài này êm lắm. Đây là kem dưỡng da cho mọi loại da luôn. Đa phần các bạn nào mà da nhạy cảm thì các bạn nên chọn cái trà xanh, cung cấp độ ẩm rất là ok luôn nha. Bữa nay ráng cố gắng like một chút xíu cho mọi người tham khảo cái thùng hàng của Ngọt về. Đây, đây là kem dưỡng da Bawin Collagen White làm trắng da nha các bạn. Con ơi xích ra cho mẹ làm cái con gái. Đây. Ngọt một tay cầm điện thoại một tay lấy hàng cho nên nó sẽ hơi lỏng cọng một chút xíu. Đây đây là nước hoa vùng kín. Nước hoa vùng kín dòng Dionel này nè. Ngọt đọc ghi sao Ngọt đọc vậy nha mọi người. Đây cái này Ngọt có về màu đen với màu trắng. Có hai màu, màu đen thì mùi nó mùi truyền thống của từ trước tới giờ mọi người rất là thích, còn màu trắng này nó dịu hơn một chút xíu. Con ơi. Đây, đây là tẩy trang Bioderma màu xanh lá cây và Bioderma màu hồng. Ôi con gái quậy quá. Đây là cái sắp tới mùa khô á. Da tay mình hay bị khô. Với các bạn giống như nội trợ, các bạn hay đụng nước nhiều á, dọn dẹp đồ á, thì các bạn nên mua kem dưỡng da tay nha. Ngọt về lại thêm loại mới nè. Lăng khử mùi ra mẫu mới rồi mọi người ơi. Lăng khử mùi cái sản phẩm này ra mẫu mới nha. Nắp vàng, chữ vàng luôn. Đây, Ngọt về thêm cái dòng sản phẩm serum dưỡng tóc Perfect này nè. Tinh chất từ hạt argan. Thì cái hương này là hương mật ong này. Màu cam này Ngọt bán chạy nhất này. Hương mật ong. Ngọt chuyên bán cái sản phẩm này. Nhưng mà cái này là mẫu mới nha mọi người. Mẫu cũ nó chỉ có 70ml. Còn mẫu mới là 80ml nha cả nhà. Để Ngọt coi nào. Đây. Đợt này về sản phẩm mà các bạn hay hỏi rất là hiếm hàng về, đó là Thayer. Cái dòng sản phẩm Thayer này là tinh chất từ hoa hồng, nó có nhiều hương nhưng mà Ngọt lấy hương hoa hồng. Cái ông già này nè là cực kỳ siêu siêu tốt cho những bạn mà da nhạy cảm. Da càng nhạy cảm thì càng nên xài em này, xài đã lắm luôn á. Nổi tiếng luôn. Đây. Đây là cái sản phẩm mà Ngọt mê này, nước tẩy trang 500ml luôn. Cái này của Nhật, hàng mới luôn nha, mới cống mới về nha mọi người. Các bạn mà mua hàng của Nhật mà các bạn thấy cái số 1 đánh ở trên đây này là bán chạy nhất ở Nhật đó. Ok con gái chờ mẹ xíu nha. Đây là sữa rửa mặt Neutral Ghana, rất là êm luôn. Ngọt có về cái màu hồng này. Ngọt bán chạy màu cam nhưng nay Ngọt thử lấy màu hồng. Đây có màu cam về luôn nha. Mọi người cứ tham khảo, hàng Âu hết á, không có bán hàng phách hàng giả gì đâu. Trời ơi. Sữa rửa mặt Bawin này Ngọt về tiếp lớn, không hết tiếp nhỏ rồi. Cái tiếp nhỏ kia nó có mấy chục thôi, tiếp này tiếp lớn gấp đôi nha các bạn, 180ml siêu to luôn này.
xài tiết kiệm hơn, mà giá nó chỉ nhìn một chút xíu thôi, cho nên Ngọt lấy tiếp lớn cho cả nhà luôn. À, nước hoa hồng AHA BHA này ba trong vòng 30 ngày dành cho các bạn da mụn nè. Các bạn nào mà da mụn thì nên ghé qua em này nha mọi người. Sunbymi Ngọt bán chạy lắm. Nhưng tính lấy thêm cả serum nữa, nhưng mà serum hết hàng rồi, cho nên đợt này chỉ có nước hoa hồng cho nò thôi. Đợt sau Ngọt sẽ cố gắng lấy thêm serum nữa nha. Kem body, đợt này có về kem body Snow White đứt hàng một thời gian, giờ nay trở lại với mọi người rồi đây. Em tẩy tế bào chết này thì rất nhiều bạn hỏi, Ngọt đã bán rồi nhưng mà hết hàng. Nay có mẫu mới này, này là về quế, cà phê với quế, rất là thơm. Xài cái này tẩy tế bào chết cho body nha mọi người, body brush này êm lắm luôn á. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi cái like này nha. Hẹn gặp lại mọi người ở một cái like hàng khác nữa. Bye bye.